Dạ chào sư. Xin sư cho con hỏi là hiện tại con đang mở trang trại để chăn nuôi vịt giùm cho người ta, rồi cứ 3 tháng người ta lại đến đưa vịt đi và cho thêm vịt con vào để nuôi tiếp. Có thể con sẽ mở rộng trang trại ra nữa. Quý vị thấy tức là mở trang trại để nuôi vịt giùm cho người ta. Vậy việc chăn nuôi vịt giùm cho người ta của con có phải là tà mạn không? Và con cần làm phước thiện như thế nào để đền bù cho ác nghiệp đó? Thường á, những cái câu hỏi này thì nhiều vị sư sẽ dẫn cái tích của thợ săn kỳ hữu, tức là cái người người vợ là thánh sơ quả lấy cái người thợ săn, mỗi ngày chuẩn bị cung tên cho người thợ săn, nhưng mà người vợ lại không có phạm giới và cũng không có cái nghiệp gọi là cái phạm cái gọi là cái tà mạn. Nhưng mà xin lưu ý như vậy nè, là quý vị nhớ dùng cái bài kệ Pháp Cú Đức Thế Tôn nói đó, là như tay không vết thương cầm thuốc độc không sao, người không làm việc ác không bị ác nhiễm vào. Trường hợp này á là trường hợp của bậc thánh. Có nhiều khi á mình không nên quá tự tin mà mình so cái việc của thánh với việc của mình, tại vì á bậc thánh á có những đặc điểm mà mình không có. Một là bậc thánh có niềm tin bất thối nơi tam bảo, vì đó có niềm tin bất thối nơi nghiệp và quả của nghiệp. Cái thứ hai á là bậc thánh á có sự giữ giới một cách nghiêm túc và trọn vẹn, dù cho có bị hy sinh tính mạng đi chăng nữa thì vị thánh cũng không bao giờ phạm giới. Cho nên là vị thánh có những đặc tính mà mình không có, thành ra là trong khi đó mình thì giới mình thì nó phạm tè le, rồi thì tâm của mình á gọi là cái tâm nó ô nhiễm, cho nên á cái tay của mình á nó thẳng là cái tay của mình vết thương chồng chất, mà mình tập mình bắt chước bậc thánh rồi mình cầm thuốc độc á là chắc chắn thế nào là mình cũng bị đau khổ. Cho nên là mình hãy cẩn trọng với những cái gương của thánh ha. Đừng có thấy thánh làm được mình cũng làm được. Rồi nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn có một vài cái bài học, đó là gì? Thứ nhất á, là mình nuôi vịt như vậy á, mình nuôi với cái suy tư như thế nào nó cũng rất quan trọng. Như là cái vị thánh nữ cư sĩ, vị đó suy tư là do tôi là người vợ cho nên là tôi phải có trách nhiệm mà làm những cái việc này cho chồng, chứ vì đó không bao giờ nghĩ là những cái này đó nó sẽ giúp cho chồng của mình á, là giết hại con này con kia. Mình cũng có thể có một suy nghĩ như thế này, xin gợi ý ha, là những cái con vịt này đó thì trước sau gì nó cũng chết, nó là những chúng sinh rất là đáng thương, nó không ý thức được là vài tháng nữa nó sẽ phải chết, cho nên á, là thôi trong khi mà nó chưa có chết thì mình ráng mình nuôi nó để cho nó ăn những cái bữa ăn cuối cùng, giống như cái người mà cho tử tù ăn cái bữa cuối. Thì nếu như mình sống trong cái tâm trạng đó để mà mình giúp cho những con vịt có được những cái bữa ăn tử tế, có những điều kiện tử tế trước khi nó chết, thì cái suy nghĩ đó, đó thì sư tạm gọi là cũng tạm ổn. Tại vì sư không phải là thánh cho nên có khi là cái lời đề nghị của sư nó chưa có hoàn hảo. Ngoài ra thì mình còn có thể rải lòng từ và cái lòng bi mẫn và thường xuyên quán tưởng. Mà sư tin nha, quý vị mà làm theo cái kiểu này sớm muộn nó cũng lạ lắm. Đó là mình nuôi vịt đó, mà mình thường xuyên quán tưởng những con vịt này đó, nó thật là vô minh, nó không biết là 3 tháng nữa nó sẽ phải chết,
mà nó vẫn tiếp tục vui thú với đời sống của con vịt, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt tính dục. Nó không hiểu là sự thật là 3 tháng nữa nó sẽ phải chết. Rồi mình cứ đếm vào từng ngày, rồi nó không hiểu là 2 tháng nữa nó sẽ phải chết. Nó không hiểu là 1 tháng nữa nó sẽ phải chết. Nó không hiểu là ngày mai nó sẽ phải chết. Là giờ này nó vẫn còn ăn, vẫn còn ngủ, vẫn còn chơi bời, vẫn còn nam nữ, vẫn còn vô minh, nó không biết tu tập mà nó không biết là ngày mai nó sẽ đi đến cái chết. Quý vị cứ quán tưởng như vậy cho thử. Thì tự nhiên nó khá đi nhiều lắm. Rồi, không biết là vấn đề này thì tự tường có cái sự gợi ý như thế nào cho cái bạn này. Thưa đức, thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý và nhấn mạnh một lần nữa là quý vị nên lưu tâm đến cái tích mà đại đức hành tại kể về đại sanh cơ hữu đó. Mình hãy lưu tâm nha. Vậy tại sao lưu tâm? Vấn đề đó rất nhiều người hiểu lầm, thưa quý vị. Có nghĩa là hiểu lầm rồi mình so sánh là cái bậc giữa bậc thánh, có nghĩa là cô vợ là thánh tu đồ hoàng, đúng không? Và mình nghĩ là mình có thể làm được như vậy. Cái điều này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Trong khi mình phàm phu với thánh là nó khác, nó một trời một vực, để cho quý vị hiểu thôi. Còn còn một trời một vực thì nó còn xa lắm vậy, một trời với một nào luôn đó. Nó vượt qua ngoài vũ trụ rồi, nó vượt qua ngoài tam giới rồi. Cho nên quý vị phải lưu tâm đến cái câu chuyện mà thời gian cư hữu, để tránh những trường hợp mà ví dụ mình lỡ có nghe ai mà giải thích cái kiểu đó, thì mình cũng không có cổ súy rằng cái trả lời như vậy là đúng, và mình cũng không có đem cái cách trả lời như vậy mình cho là đúng đó. Mình phải lưu ý như vậy. Rồi cái vấn đề thứ hai á, là cái giải pháp bị Đức Hành Tuệ đưa ra thì sư cũng thấy rất là hợp lý và rất là thực tế. Ở đây thì cái giải pháp thì cũng khá là, đối với sư, đối với bản thân sư thì nó khá là chỉnh chu, khá là hoàn hảo rồi, đúng không? Sư thì sư có một cái đề nghị thôi. Có nghĩa là nếu mà cái vị này nè, cái vị này á đã thực hành theo được những cái lời mà Đức Hạnh Tuệ hướng dẫn như vậy rồi, đúng không? Và thực hành một cách thường xuyên xuyên suốt. Mà nếu một ngày á, nếu một ngày nha, nếu một ngày á, cái vị mà hỏi rồi nè, là có đời sống mà cảm thấy mình khá giả hơn, có nghĩa là đời sống của mình á, là nó tốt hơn, mình không có, mình cái nghĩa là cái khả năng tài chính mình, mình không có phụ thuộc vô cái chuyện mà nuôi vịt giùm người ta nữa, thì tốt nhất nên mình nên bỏ cái nghề mà chăn nuôi vịt giùm người ta vậy đó. Đó là cái lời khuyên của sư đó. À, nghĩa là mình cố gắng làm sao mà mình càng ngày càng sớm mình bỏ được cái nghề này, mình làm cái nghề nào nó tốt hơn. À, đó là lời khuyên sư. Và giải pháp thì Đức Hạnh Tuệ đưa ra nó khá là thực tế, và nó khá là đối với sư khá là hoàn hảo rồi. Cho nên là sư cũng không có gợi ý gì thêm. Ở đây có thêm một câu hỏi là gọi là, và con cần làm phước thiện như thế nào để đền bù cho ác nghiệp đó à? Thì chắc để Đức Hạnh Tuệ trả lời cái phần cái vế sau trước đi, là sư xem bổ sung cái vế sau sao. Thì tất cả các loại phước như sư nói hồi nãy là chúng ta phải tẩu tán tài sản đi. Nếu như mà mình nghĩ là mình cái việc làm của mình là bất thiện thì mình có tài sản bao nhiêu mình làm mình tẩu tán đi. Như là một người là họ nói là họ bị tổn thất một vài tỷ, bị người ta lừa một vài tỷ, thì xin hỏi thì họ rõ ràng là cái công ăn việc làm của họ là họ bất thiện. Thì không chỉ là một trường hợp, sư gặp một vài trường hợp như vậy rồi, thì sư chỉ nói đùa là phải mà cái tài sản đó là vài trăm triệu mà vài tỷ đó, quý vị đi quý vị làm phước đó, nó đâu có mất, tức là nó đã được tẩu tán rồi, nó không có mất. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là mình còn ấy, cho nên là mình cứ để đó rồi thế là nó mất thôi. Cho nên là tài sản của thế gian thì nó cần phải được phục vụ cho việc phát triển chính mình.
đừng có chỉ mãi chăm bẩm vào việc phát triển các cái sự hưởng dục, các cái sự hưởng thụ, mà hãy dùng nó để phát triển tinh thần, để phát triển các cái phước thiện. Thì ở đây đó, cái nào cũng được, quý vị có thể đi bố thí nè cũng được, quý vị có thể đem nó đi để xây cầu xây đường cũng được, quý vị có thể làm nó để đào giếng rồi, hoặc là cho những cái em để nó đi học cũng được. Tất cả các phước thiện quý vị có thể nghĩ ra đều được hết, thì với điều kiện là chúng ta cần phải suy nghĩ là nó có hợp lý hay không nha, chứ không phải là thấy người ta đi nhậu rồi mình cho người ta tiền để người ta mua rượu người ta nhậu rồi, cái đó không được. Hoặc thấy cái anh này ảnh mê gái quá mình cho tiền ảnh đi chơi gái là không được, những cái đó đương nhiên là không được ha. Thì mình cũng cần phải có cái sự suy tư trong cái việc làm phước. Thì không biết cái vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, dạ thưa đại đức, thưa quý vị, về cái lời khuyên á, lời khuyên của sư á, về cái câu hỏi là con cần làm phước thiện như thế nào để đền bù trát nghiệp, thì sư cũng giống như đức hình tại về quan điểm vậy đó, có nghĩa là phước thiện gì, xin thưa là làm tất cả loại phước, nhưng mà cụ thể ở đây á, là có phân nhóm ba loại phước chính, đó là phước vật, phước đức, phước trí, nên làm ba phước này. Vậy bây giờ nè, vậy bây giờ chúng ta đặt câu hỏi nè, cần làm cái phước thiện mà làm như thế nào? Đúng không? Xin thưa là cái ta ở đây á, cái từ cần này chưa đủ, vậy phải gọi là rất cần. Đây xin nhấn mạnh vấn đề nha, rất cần làm những cái phước thiện giống như phước vật, phước đức, phước trí, làm á liên tục. Thứ nhất là làm liên tục, làm nhiều, và làm những cái phước thiện này là không không ngừng nghỉ. Đó là cái điều mà nên làm thôi việc, chứ không phải là đơn thuần là mình nói là mình phạm rồi cái năm năm có nghĩa là lúc nào mình hứng mình làm, đúng không? Lúc nào mình hứng mình không làm. Và cái điều quan trọng nữa là cái hướng đối tượng á, cái đối tượng á, cái đối tượng nè, siêu nhắc lại một lần nữa nha, là mình rất cần làm những phước thiện như phước vật, phước đức, phước trí, làm một cách lớn lớn lao, làm một cách liên tục không ngừng nghỉ, không gián đoạn. Và cái đối tượng mình hướng đến đến làm á, là cái đối tượng đó phải cái đối tượng những cái đối tượng cao thượng. Những đối tượng cao thượng là ai? Xin thưa quý vị, đó là Tam Bảo, đó là Phật, Pháp, Tăng, đúng không? Thì quý vị đi hiểu rõ những cái đối tượng mà tuần tự này nè, thì quý vị xem qua bài kinh quý vị cúng dường đó, quý vị sẽ biết hiểu từng đối tượng. Nhưng mà ở đây đối tượng mà Đức Phật nói đến là cho cái quả phước mà thù thắng nhất, đó là hội chúng tăng. Và trước khi kết thúc cái câu trả lời này, xin nhắc lại một lần nữa là khi mà mình lỡ làm những cái nghề mà nhạy cảm như vậy, thì chúng ta rất cần làm những phước thiện như là phước vật, phước đức, phước trí, làm lớn, làm một cách lớn lao, làm một cách liên tục không có gián đoạn, không có sự gián đoạn. Và cái đối tượng chúng ta làm là cái đối tượng cao thượng, có đời sống phẩm hạnh cao thượng, đó giống như là hội chúng ta, giống như trên tinh thần bài kinh phân biệt cúng dường mà Đức Phật đã thuyết giảng, đó là cái điều mình nên làm. Sư xin cũng xin kết thúc cái câu trả lời. Thì bổ sung một ý nhỏ là có một anh cư sĩ anh nói với sư, và sư thấy cũng rất là có lý, tức là với nhiều người đó là khi họ bắt đầu là làm ăn thất bại, thì cái mà họ giảm, họ bớt đầu tiên là họ bớt làm phước, họ bớt làm từ thiện. Thì đây là một cái sự thất bại, nó giống như là mình đói bụng, cái hồi mình đói bụng rồi á, thì sau này cái mình sức khỏe mình yếu đi, thì mình bớt nấu cơm, mình bớt kiếm tiền. Nhưng mà cái mà họ từng bớt là cái gì? Bớt hưởng dục, bớt hưởng thụ, thì họ bớt, nhưng họ bớt làm từ thiện trước, bớt làm phước trước, thì đó là một cái sai lầm như sư nói đó nha.
mình lỡ mà mình có làm các cái nghề nghiệp mình nhạy cảm thì mình phải lo mình tẩu tán tài sản cho nó sớm. Rồi. Không biết sư nói quý vị có hiểu không hay là có người họ lại bắt đầu họ xuyên tạc cái ý của sư nữa. Cái câu hỏi cuối nữa. Thôi cái câu này thì nó cũng tương đối nó dài á, cho nên thôi chúng ta kết thúc cái câu hỏi hôm nay sớm đi. Phải nói là sư rất lấy làm tiếc là ngày hôm nay là bị rất là nhiều cái nó làm cho sự nghiệp phân tâm, đặc biệt là cái vụ âm thanh á. Cái micro nó window nó tự nhiên là nó cứ nó tự nhiên nó kéo hồ kéo xuống không luôn á. Và sư sau khi kết thúc cái khóa thiền 10 ngày thì đây là cái buổi đầu tiên cũng gần 1 tháng rồi gặp lại quý vị. Và sư mong là thông qua những cái buổi vấn đáp như vậy đó, quý vị sẽ có được những cái bài học và quý báu. Và sư nhắc lại một lần cuối ha, là các cái câu hỏi về nội dung tu tập á, các câu hỏi về cái việc hành thiền á là phải đến gặp trực tiếp, hoặc là quý vị có thể đăng ký các cái khóa thiền sắp tới mà sư có thể tổ chức quý vị tới, hoặc là bất kỳ một cái vị thầy hướng dẫn nào thì như vậy đó quý vị sẽ đạt được nhiều sự lợi lạc. Và bên cạnh đó đó thì để coi đâu rồi. Bên cạnh đó thì cũng có một vài cái câu hỏi là đã được các vị trùng á, cho nên sư đã trả lời rồi, tức là hỏi về cái tác nhã tâm kinh, rồi hỏi về cái việc mà chứng sơ thiền của Bồ Tát chứng sơ thiền mà tại sao lại còn lấy vợ đó, đã trả lời rồi. Và xin kết thúc cái buổi vấn đáp ở đây nhỉ.